There is an extraordinary cat in this forest. The ultimate predator, a silent and often invisible killer. Trong khu rừng này có một con mèo rất to lớn. Nó là một trong những loài dã thú có kỹ năng săn mồi tuyệt vời nhất ở đây. Loài mèo này không ồn ào và được xem như một sát thủ vô hình. Chúng là loài báo đốm. Loài vật này thường sống đơn độc. Ở đây có một con báo mang đốm tròn nhỏ phía bên phải mũi của nó, sát giữa hai đường cánh mũi. Dấu hiệu này có thể giúp phân biệt nó với những con báo khác. Đây là câu chuyện về con báo có tên là Legadema. Nó được xem như một tiên thần của khu rừng này. Câu chuyện đấu tranh để sinh tồn của nó hôm nay sẽ được thể hiện qua lăng kính của loài báo. Đây là nơi con Legadema sinh sống, vùng đầm lầy lục loại Mombo ở châu thổ sông Okavango, Botswana. Nơi này được xem là vườn địa đàng của châu Phi, với những bình nguyên trù phú luôn đầy ắp thức ăn. Nó là con báo tuyệt vời nhất trong khu rừng này. Con báo mẹ của Legadema đang nằm nghỉ ngơi một cách thoải mái giữa bóng của một cây bao bắp cổ thụ. Loài báo đã biết cách trèo lên những thân cây như vậy trong hơn 500 năm qua, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lúc này, nó là nữ hoàng ở đây. Mẹ của Legadema là một con báo cái khỏe mạnh và hung dữ. Nó không cho phép bất kỳ một kẻ không mời nào xâm phạm lãnh thổ của nó trong khu rừng ở châu Phi này. And this is Lacedema's mother, a strong-willed leopardess that tolerates no intruders in her piece of Africa. Nhưng lần này, có một kẻ được sự chấp thuận của nó, đó là một con báo đực. Anh chàng được phép tiến vào vương quốc của cô nàng để giao phối. Đó là con báo khá nổi bật đến từ chỗ cây muôn bị cháy. Nó thường xuyên đi quanh quẩn gần lãnh thổ của cô nàng này và 6 con báo cá khác nữa. Anh chàng mặt sẹo này có thể săn ít nhất 36 loài vật khác trong vùng đất của mình. Một vài loài không có khả năng thoát khỏi năng lực săn mồi đặc biệt của nó. Khả năng thích ứng với nguồn thức ăn đa dạng là chìa khóa của sự thành công. Kẻ săn mồi sẽ chết khi con mồi của chúng không còn, nhưng loài báo dễ dàng thay đổi đối tượng săn bắt của chúng. Kết quả là loài báo vẫn tồn tại hiên ngang trong các khu rừng từ đồng múc châu Phi đến rìa đông châu Á, từ bờ biển đến những đỉnh núi. Chúng là loài động vật họ nhà mèo sinh trưởng thành công nhất trên thế giới. Khi loài báo giao phối, sự mãnh liệt của chúng làm rung động cả khu rừng. Cặp báo không ăn gì trong khoảng một tuần giao phối. Suốt thời gian này, hầu như hoạt động di truyền nòi giống của chúng diễn ra liên tục. Sau đó, mọi thứ đột ngột yên ắng. Chúng rời xa nhau trong vài tháng, có thể đến cả năm. Theo tiếng thổ dân Skwana, thì cái tên Legadema có nghĩa là tia sáng xuất hiện từ bầu trời.
Lakedima is the local Setswana name for the lightning that rolls in at that time of the year. It means light from the sky or above. Ba tháng sau kể từ lúc kết bạn, con báo đực mạnh mẽ đến từ gốc cây môn trái đã lên chức cha khi Lakedima chào đời. A father, Lakedima was born. Sau 8 ngày nằm trong mổ, lần đầu tiên Lakedima ló mặt ra bên ngoài đón ánh nắng mặt trời. Mọi thứ xung quanh quá mới mẻ đối với một chú báo con như nó. Mắt nó nhìn chằm chằm vào những thứ lạ lẫm quanh mình. Báo con mạo hiểm bước ra bên ngoài. Từ ngày con Lakedima chào đời, khu rừng trở nên thay đổi. Mọi con báo đều phải học cách thức làm thế nào để nhanh chóng leo trèo một cách tự tin, trở thành một kẻ đi săn thành công, cũng như tự mình thoát khỏi nguy hiểm. Muốn có được những kỹ năng đó, chúng cần có thời gian. Từ ngày đầu tiên ló mặt ra khỏi hang, báo con đã bộc lộ bản năng thật sự của một kẻ săn mồi. Nó bám theo con mồi, tấn công và giết chúng. Ngay khi đùa nghịch với cái đuôi của mẹ mình, nó cũng tưởng tượng cái đuôi ấy là con mồi. Lakedima rất hăng say tập luyện kỹ năng đi săn với con mồi tưởng tượng là cái đuôi của mẹ nó. Những đòn tấn công của Lakedima là một khởi đầu tốt. Nó vô cùng mãnh liệt khi tập trung vào việc giết con mồi. Những bài tập như thế là rất quan trọng giúp nó tồn tại sau này. Con báo con này được thừa hưởng những kỹ năng hoàn hảo của giống loài, nhưng nó vẫn còn thiếu thứ gì đó quan trọng. Lakedima còn quá thơ ngây để hiểu những dấu hiệu của sự nguy hiểm, nhưng mẹ nó thì biết rất rõ. Trước đây, lũ linh cẩu đã hai lần tấn công báo mẹ và ăn thịt những chú báo con. Hàng ngày, lũ linh cẩu thường bám sát mọi hoạt động của báo mẹ, chờ đợi thêm một bữa ăn miễn phí nữa. Mỗi lần báo mẹ mất cảnh giác, lũ linh cẩu liền chớp lấy thời cơ tiến lại gần báo con. Giờ, cho dù báo mẹ chống trả dữ dội, lũ linh cẩu vẫn không lùi bước. Chúng đã biết chỗ của lũ báo con trú ngụ. Trước khi lũ linh cẩu quay lại hang báo, mọi sự chăm sóc của báo mẹ đều dồn vào chú báo con cuối cùng này. Bản năng nổi trội nhất của loài báo là ẩn náu và che giấu. Sự ẩn mình của chúng là vũ khí lợi hại nhất và cũng là cách tự vệ tốt nhất. Do đó, khi nơi ở đã bị lộ, báo mẹ biết rằng đã đến lúc tha báo con đi nơi khác. Đây là lần di chuyển đầu tiên trong vô số lần thay đổi nơi trú ẩn trong tuổi thơ của con Lakedima. Nhưng lúc đó, báo con thường ở trong trạng thái bất động. Báo mẹ nhẹ nhàng ngoạm cổ báo con rồi tha đi nơi khác. Để có sữa cho báo con bú, báo mẹ cần phải đi săn. Điều này đồng nghĩa với việc báo mẹ phải rời nơi trú ẩn và báo con có thể sẽ bị giết hại bởi những kẻ thù đáng sợ luôn rình rập trong bóng tối. Con Lakedima bé nhỏ nhận biết được tiếng kêu quen thuộc lẫn trong những âm thanh náo nhiệt lúc bình minh. Thông điệp bí mật của báo mẹ cho biết rằng mẹ nó đang trở về. Ngoài tiếng kêu của báo mẹ, báo con còn nghe rất rõ những tiếng gọi khác. Trong đêm, gần cái hang của Lakedima,
có tiếng kêu đau đớn của một con báo thiếu may mắn do vô tình xâm phạm lãnh thổ của những kẻ khác. Đó là một sai lầm nghiêm trọng đối với những kẻ dám tiến vào lãnh thổ của bầy sư tử. Con Legadema thật may mắn. Bầy sư tử trên đường đi đến hang ổ của chúng đã không chú ý đến con Legadema, bởi cả bầy đang có một cuộc phiêu lưu khác cấp bách hơn. Each dawn was a desperate mission to find her way back to her cub undetected. For a cat that prefers to live like a ghost, running a gauntlet of detection demands almost military stealth and planning. Thật khó để báo con tránh khỏi sự tấn công từ đàn khỉ đầu chó đông đúc luôn tập trung xung quanh hang. Qua nhiều năm, đàn khỉ đã phát triển số lượng từ vài chục con lên gần 100 thành viên. Chúng biết con báo mẹ đang ở gần và có thể quay về bất ngờ nên luôn cảnh giác. Mặc dù khoảng cách giữa hai mẹ con chúng rất xa, nhưng Legadema đã nhận ra tiếng gọi của mẹ nó. Âm thanh ấy nó đã nghe từ lúc mới chào đời, báo hiệu sự bảo vệ an toàn của mẹ nó. Ngày hôm nay, tiếng kêu đó vẫn còn hấp dẫn mạnh đối với báo con. Nó phải đáp lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng kêu của báo mẹ chính là sự hướng dẫn cho mỗi con báo. Nghe thấy tiếng kêu của mẹ mình, con Legadema chờ thời cơ để di chuyển, cẩn thận để không bị lộ giữa khu rừng. Nó chậm chậm đi về phía bắc theo hướng của tiếng gọi, tới gần hơn một cuộc gặp gỡ có thể thay đổi cuộc đời nó. She must respond. Con báo Legadema theo dõi từng cử chỉ của mẹ mình, vì đó sẽ là những kinh nghiệm để nó tồn tại khi tách ra khỏi mẹ để sống cuộc sống đơn độc của một con báo trưởng thành. Legadema học cách tự lập từ rất sớm. Khi mới chỉ 3 tháng tuổi, có lần nó ở một mình mà không có mẹ bên cạnh. Đó quả là một sự mạo hiểm lớn. Ở vào độ tuổi đó, bất kỳ con thú nhỏ nào cũng liều lĩnh muốn khám phá mọi thứ xung quanh, và con Legadema cũng không phải là ngoại lệ. Nó thường tiến gần đến bất cứ thứ gì hay loài động vật nào mà nó cảm thấy thích thú và xem đó như một trò chơi. Là một kẻ không mấy thân thiện, con kỳ đà này rất nhanh và nguy hiểm. Nhưng báo con không hề biết điều đó. Bản năng của giống loài mách bảo nó rằng đứng sau con kỳ đà là có thể an toàn. Tuy nhiên, những bụi gai phía sau con báo lại khiến nó kém tự tin. Con báo liền phóng lên cây. Khi con Legadema ngày càng đi xa cái cây quen thuộc của mình, nó bắt đầu khám phá mọi thứ xung quanh. Nếu không cẩn thận để bị phát hiện, báo con sẽ gặp nguy hiểm. Trước đây, mẹ của Legadema đã mất hai chú báo con cũng vì chúng đi lang thang vào lãnh địa của kẻ khác. Khi ở một mình như thế này, Legadema đã dần hướng cho mình một cuộc sống độc lập.
Tiếng kêu như tiếng gọi của báo mẹ đã dừng lại, nhưng con Legarema có thể cảm nhận được mẹ của nó đang trở về. Nó dễ dàng nhận biết điều ấy khi nghe tiếng lũ khỉ kêu và thấy lũ chim đang đậu bỗng bay lên trời. Bất thình lình, sự im lặng bao trùm cả khu rừng. Lại có tiếng báo động của lũ khỉ vang lên, nhưng lần này Legarema biết rằng đó không phải là mẹ mình. Monkeys litter the forest. Because of the ideal feeding conditions here, each troop can virtually see their neighbors most of the time. Fights break out. Con Legarema cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nên nó muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Lũ khỉ có mặt khắp nơi trong khu rừng vì thức ăn ở đây vô cùng phong phú. Chúng hợp thành những đàn riêng lẻ và luôn dè chừng nhau. Sự dè chừng ấy đôi khi làm nảy sinh cuộc chiến. Con Legarema đang quan sát sự xung đột của lũ khỉ. Đây quả thật là một trò tiêu khiển thú vị. Đối với con báo, để bắt được con khỉ là một điều gần như không thể. Nhưng con báo, mẹ của Legarema, xem đây là một trò chơi thử trí thông minh. Nó tính toán cẩn thận làm thế nào để tóm được những chú khỉ láo cá. Như một con thú con nhạy cảm, con Legarema quan sát mọi hoạt động của mẹ nó để học hỏi. Vậy điều gì khiến con báo gặp khó khăn khi muốn tóm lấy những con khỉ, trong khi chúng nhanh nhẹn nhảy từ cành cây này sang cành cây khác? Vấn đề nằm ở chỗ những cành cây. Lũ khỉ khôn ngoan luôn chọn những cành cây chỉ có thể đỡ nổi trọng lượng của chúng. Mà những cành cây ấy, báo mẹ không thể trèo lên được. Loài bảo biết rõ sự hạn chế này. Legarema chăm chú quan sát mọi hoạt động của mẹ nó và lũ khỉ tinh quái trong trò chơi thông minh này. Với việc con mồi của loài bảo có thể nhảy từ cây này sang cây khác ở độ cao khoảng 200 mét, thì con báo sẽ tìm cách khác để tóm bắt chúng. Báo mẹ có chiến thuật săn mồi rất thông minh. Nó trèo thật cao lên một thân cây to. Nó chọn những cành cây cao hơn cành cây mà lũ khỉ đang ở. Và từ trên cao, báo mẹ nhảy xuống thật nhanh tóm lấy lũ khỉ bên dưới. Chìa khóa cho sự thành công trong cuộc săn khỉ là lợi dụng sự chênh lệch độ cao. Quan sát cuộc đi săn của báo mẹ, Legarema đã tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Biệt tài của loài báo là leo trèo rất nhanh nhẹn và tính toán chính xác khi muốn nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Điều tuyệt vời hơn nữa là chúng có thể vừa trèo cây vừa tha con mồi. Gần như cơ thể chúng luôn giữ được thẳng đứng, trong khi miệng thì đang ngoạm chặt con mồi. Đây là lần đầu tiên con Legarema giết chết một con khỉ, mà lại là con khỉ đầu đàn. Điều này sẽ khiến lũ khỉ càng dè chừng nó hơn. Cho dù phải mất đến 2 ngày, con Legarema mới ăn hết thịt của con khỉ và bắt đầu cuộc đi săn mới. Nhưng ngay từ bây giờ, lũ khỉ đã nâng cao sự cảnh giác đối với nó. Kỹ năng săn mồi và giết chết con mồi của Legarema là do mẹ của nó truyền lại.
Lakedema. Đó là những kinh nghiệm quý báu để loài báo tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lakedema là con báo con duy nhất sống sót trong khu rừng này. Dường như số phận đã chọn nó cho việc tiếp tục duy trì nòi giống. Cha của Lakedema, con báo đực bên Ebony, đến từ gốc cây mung cháy, đã truyền cho nó gen săn mồi siêu hạng và sự tự tin cần có của một con báo. Con báo đực này chuyên săn những con mồi to lớn hơn nó. Kỹ năng tính toán vô cùng nhạy bén của bên Ebony trong các cuộc rượt đuổi luôn khiến con mồi trở tay không kịp. Khi đàn trâu di chuyển từ đầm lầy ra đồng cỏ, con báo đực bên Ebony không ngừng theo dõi và luôn theo sát chúng. Vì con báo săn trâu là chuyện hiếm thấy, vì trâu lớn hơn nhiều so với báo. Trông có vẻ hiền lành, nhưng những con trâu này khá nguy hiểm. Tuy nhiên, con báo đực biết nó phải làm gì. Do các đàn động vật ăn cỏ luôn di chuyển, nên tại vùng đất này lúc nào cũng có bụi mịt mù. Chỗ nào có bụi thì chỗ ấy sẽ có những kẻ săn mồi phục kích, trong số đó có sư tử. Nhưng con báo đực không quan tâm lắm, nó có cách xử lý khi đối đầu với lũ sư tử. Thường thì loài báo tìm cách lẩn trốn khi thấy dấu hiệu của sư tử. Nhưng ở đây, con báo đực bên Ebony vẫn đi thong dong ngang qua chỗ bầy sư tử đang nằm phục kích. Điều này khiến chúng biết rằng không nên gây sự với con báo hung dữ ấy. Hơn nữa, với sư tử, mùi thơm của con mồi hấp dẫn hơn nhiều. Con báo đực luôn quan sát mọi việc đang diễn ra quanh nó. Cuộc săn đuổi giữa bầy sư tử với lũ trâu chính là điều mà nó mong chờ. Báo là loài thông minh và có bản tính tranh ma, lén lút cùng sự toan tính lạnh lùng. The hallmark of a leopard is his sharp mind and instincts, cunning stealth, and his cold calculation. Một con trâu con bị lạc mẹ khi lũ sư tử tấn công đàn trâu. Giờ nó sẽ là miếng mồi ngon của con báo. Nhìn thấy con trâu, con báo liền vồ lấy và cắn vào cổ để con mồi im lặng ngay lập tức. Với cách săn mồi này, bầy trâu thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của con báo đực. Con báo đực biết rằng sự hỗn loạn là một lợi thế đối với nó. But most of all, he sees confusion as an advantage. Mùi máu của con trâu lan tỏa trong không khí đã khiến một loài ăn thịt khác thèm thuồng.
đó là lũ linh cẩu. Loài báo có thể tha con mồi nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể nó lên cây. Do vậy, việc tha một con trâu con không tốn nhiều công sức của con báo đực này lắm. Với những kẻ cơ hội như linh cẩu, con báo đực luôn tìm cách đe dọa để chúng tránh xa con mồi của mình. It's sometimes hard for us to appreciate that in this melee of strange-looking animals and incidental interactions, many of these creatures actually know one another intimately. The hyenas can tell him apart from other leopards. Legadema được thừa hưởng những đặc điểm nổi trội của cha nó. Nhưng ở khu vực này, lũ linh cẩu và sư tử không sợ nó như đối với con báo cha. Đó là bài học mà nó nhận ra từ rất sớm. Khi Legadema được 6 tháng tuổi, báo mẹ và báo con dành hết thời gian của chúng để ở bên nhau. Chúng có nhiều thời gian chơi đùa và săn mồi cùng nhau. Có thể nói, Legadema trở thành bạn của mẹ mình hơn là một con thú con. Vào một ngày nọ, báo con tiến gần đến ranh giới lãnh thổ của một kẻ khác. Mọi thứ thật mới mẻ đối với nó. Những con bướm bay lượn trước mặt như muốn thu hút báo con đi xa dần chỗ ở của mẹ nó. Việc báo con dần xa khỏi nơi ở đồng nghĩa với sự nguy hiểm đang cận kề. Legadema đang ở trong lãnh địa của những kẻ ăn thịt hung dữ. May mắn cho con báo con này, lũ sư tử quá to lớn nên không thể trèo lên cây. Nhưng chúng có mặt ở khắp mọi nơi dưới gốc cây. Cả bầy như muốn lôi con thú hò nhà mèo kia xuống đất và xé nó ra thành nhiều mảnh. Đó là bản năng của sư tử. Chúng thử trèo cây nhưng không thành công. They had a real chance of succeeding. Vì lũ sư tử bao vây giữa gốc cây, Legadema không có cách nào báo cho mẹ nó biết được rằng nó đang gặp nguy hiểm. Vì thế, để có thể sống sót trước bầy sư tử hung dữ, con báo Legadema phải ở trên ngọn cây. Even turning around is difficult, and they often end up in an undignified heap at the base of the tree. Caught in a tree with lions camped out between them, Lakadima's mother had no way of knowing if the growls and hisses in the distance was Lakadima in serious trouble or not. To survive, she should stay in the treetops. But as a mother, she needed to get to her cub. Lợi dụng lúc lũ sư tử không quan tâm đến mình, báo con vội trèo xuống và trốn thoát. Too much excitement for one day.
and the lions barely noticed her discreet exit. Cuối cùng, hai mẹ con nó cũng được đoàn tụ. Chúng lại vô đùa cùng nhau. Thoát khỏi sự nguy hiểm, hai mẹ con Legarima dường như gắn kết với nhau hơn trước. Two relieved cats resumed their play, even more connected by their traumatic adventure. Chúng phóng qua phóng lại những cành cây, đùa nghịch trong thế giới riêng của mình. Giờ đây, cho dù có sự hiện diện của lũ sư tử hay không, hai mẹ con của Legarima vẫn dành thời gian cho nhau. Chúng chia sẻ với nhau những nguy hiểm vừa mới diễn ra theo cách mà chỉ có con báo mẹ và con của nó mới có thể biết được. Lions or no lions, this was their time to be together. A time to share each other's elation and each other's pain in a way that only mothers and daughters can ever know. Each day, Lakadima was adding small pieces of knowledge to her arsenal, emotions that would guide her through life. Today, this young female with a unique whisker spot is Bushwise. Đến thời điểm này, Legarima, con báo cái mới lớn, có chấm đen độc nhất vô nhị gần mũi, đã là kẻ có nhiều kinh nghiệm. Những trò chơi hồi bé đã dạy nó làm thế nào để leo trèo trên những cái cây trong lúc trốn thoát kẻ thù. Ở một nơi như Mombo, vùng châu thổ sông Okavango, Botswana, bất kỳ con báo nào cũng có thể gặp phải rủi ro khi chúng cố tiếp cận với những đàn động vật ăn cỏ có kích thước to lớn. Bạn ngựa dằn đã cảm nhận được sự hiện diện của kẻ săn mồi nguy hiểm. Hầu như những loài ăn cỏ to lớn trong khu rừng này đều tìm cách xua đuổi loài báo khi chúng nhìn thấy. Và con báo Legarima cũng không phải là ngoại lệ. Bị đàn dơ bao vây, con báo tìm thấy một khúc kê rỗng và trốn vào đấy. Do khu vực này là lãnh địa của Legarima, nên nó đã quá quen thuộc với những cái cây. Vì thế, khi cảm thấy gặp rắc rối, nó liền phóng lên cây. Những chấm tròn trên bộ lông tựa như những qua giăng giúp nó ngụy trang rất hiệu quả. Đây là một lợi thế của con báo.
nhưng có một loài sống trên những ngọn cây luôn nhận ra sự nguy trang của nó. Con sóc này đang khiêu khích con Legadema. Nhưng khi lũ sóc nhìn thấy ánh mắt con báo không dõi theo chúng nữa vì bực dọc, chúng biết rằng rắc rối sẽ đến với mình. Từ những ngày đầu tiên trong cuộc đời mình, số mệnh của con báo Legadema đã gắn liền với những tiếng kêu ồn ào của lũ sóc trong khu rừng này. Khi được 2 tuần tuổi, con Legadema đã bộc lộ khả năng của một kẻ săn mồi. Tuy nhiên, nó vẫn chưa biết được làm cách nào để săn những con sóc nhanh nhẹn. Trong thâm tâm, con Legadema rất muốn săn, nhưng đôi chân bé nhỏ của nó thì vẫn chưa đủ nhanh để làm việc đó. Bản năng của một kẻ săn mồi thôi thúc nó phải làm một việc gì đấy. Con Legadema liền trèo lên cây tìm lũ sóc. Trong những tháng tiếp theo, lũ sóc không ngừng chế nhạo con báo bằng những tiếng kêu inh ỏi. Nhưng lúc này, con báo đã có đủ bản lĩnh để săn những con sóc tinh ranh. Giờ đã đến lúc con báo săn lũ sóc. Nó đang rất nóng lòng làm việc đó. Lúc này con Legadema đã được 3 tháng tuổi, nó đủ nhanh nhẹn và khỏe mạnh để săn những con mồi nhỏ như sóc. Cuộc săn này được xem là thách thức đầu đời của con báo. Việc này giống như trò chơi trốn tìm. Lúc được 3 tháng tuổi, con Legadema đã có kỹ năng của một kẻ săn mồi, nhưng vẫn chưa thuần thục lắm. Nó có con mắt tinh anh của loài báo, nhưng chưa thể đánh giá hết mọi diễn biến xung quanh. Báo con phải đợi thêm thời gian cho lần săn mồi đầu tiên. Hiện tại, con báo Legadema là kẻ rất tài giỏi trong việc săn lũ sóc ở khu rừng này. Do đó, việc này không đơn thuần là rèn luyện kỹ năng giết con mồi lớn hơn trong tương lai, mà còn là một trò chơi khiến nó vô cùng thích thú. Con sóc trốn trong hốc cây, nhưng con báo vẫn không bỏ cuộc. Nó quyết tâm bắt cho bằng được con sóc. Từ khi con Legadema còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy nó là lũ sóc bé nhỏ đều chạy trốn. Với con báo, lũ sóc đã trở thành nỗi ám ảnh. Nó luôn có sự tính toán xem làm thế nào để bắt một con sóc mà không cần phải mất quá nhiều năng lượng.
săn lũ sóc là trò tiêu khiển thú vị đối với con báo. Trong vòng 3 năm, đã có khoảng 300 con sóc bị con Leganema bắt được. Mỗi khi săn được một con sóc, báo con rất thích thú. Nhưng mỗi lần như thế, nó lại khiến kẻ khác để ý. Tất cả các loài báo đều thích ẩn mình, chúng ghét bị kẻ khác nhìn thấy. Khi nhìn thấy con báo, con chó rừng đã lên tiếng báo động. Âm thanh ấy lay động cả khu rừng. Các loài động vật trong khu rừng này hiếm khi nhìn thấy con Leganema xuất hiện. Không chỉ có chó rừng mà bầy linh dương châu Phi cũng như bị thôi miên bởi sự xuất hiện của con báo. Chúng luôn mắt quan sát cho đến khi bóng con báo khuất dần sau những bụi cây. Nhìn thấy một con báo sẽ dễ dàng đề phòng hơn là không nhìn thấy. Leganema đã phát hiện ra mùi rất quen thuộc, đó là mùi của mẹ nó. Có lẽ báo mẹ vừa mới ở đây, nhưng nó cảm nhận được mùi của mẹ mình có chút gì đó thay đổi, một sự thay đổi mà nó không bao giờ thích. Đây là thời điểm lũ heo sinh con. Những chú heo con luôn làm miếng bò ngon cho những kẻ ăn thịt, trong đó có loài báo. Hai năm trước, con Leganema bắt đầu thích lũ heo khi quan sát báo mẹ săn chúng. Con báo mẹ đang đi săn lũ heo. Nó từ từ tiến đến ổ của bầy heo. Nhưng để bắt được lũ heo con không dễ chút nào. Nếu heo mẹ quay trở lại ổ, con báo sẽ ở vào một vị thế rất dễ bị tấn công. Báo mẹ là một kẻ săn mồi điêu luyện, và đi săn heo kiểu này thật quá nhẹ nhàng đối với nó. Báo con rất muốn thưởng thức mùi vị lạ của con heo con, nên nó chậm chậm tiến về phía báo mẹ. Hôm nay là ngày đi săn bội thu của mẹ nó. Từng con heo con một bị báo mẹ tha ra khỏi ổ. Con Leganema chỉ việc thưởng thức mà thôi. Con Leganema đã phải đợi 3 năm mới có thể thử tự mình săn heo. Nó quá háo hức, còn con heo mẹ thì quá nhanh dù đã già. Chiến thuật săn của loài báo là xông tới ổ heo một cách nhanh chóng, như thế mới có thể an toàn. The furtive dash for the safety of the den is what she'd been waiting for.
Now she is back in the game, in a realm she remembers, hole hunting. But with the big pigs around, who knows for sure what exactly is down the hole. Nhưng không như thế, con Legarima chậm chậm tiến tới ổ heo để dò xét. Nó biết chính xác còn một con heo con ở trong ổ và chắc chắn nó sẽ bắt được con heo ấy. Nhưng tình lình bầy heo chạy tán loạn. Đây là con heo rừng đầu tiên mà con Legarima bắt được, nhưng không phải bắt ngay trong ổ mà do rượt đuổi. Bất chợt con heo mẹ quay lại, con báo lập tức phóng lên kề trốn thoát. Có một kẻ săn mồi khác đang trình đũa heo con. Nhìn thấy chó rừng cắn cổ heo con ta đi, con Legarima cảm thấy tức tối vì lũ heo con vốn dĩ là của nó, nhưng nó mới chỉ bắt được một con. Một con heo đã bị chó rừng tha mất. Heo rừng thường rất can đảm khi giải cứu cho những đứa con. Nhưng hai con heo đực to lớn này không có bất kỳ hành động nào cả, vì chúng biết rằng nếu chống chọi với chó rừng, chúng sẽ kém may mắn. Không lâu sau cuộc rượt đuổi heo rừng, khu rừng yên ắng trở lại. Đây là lần thứ ba trong đời con Legarima săn mồi trước khi trở thành một con báo cái trưởng thành. Càng ngày, Legarima càng thể hiện rõ quyền lực của nó trong khu rừng này. Những gì tích lũy được từ thời niên thiếu cho đến bây giờ đã cho nó nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Giờ nó chưa dò ăn thịt heo rừng mà xem đó như một món đồ chơi và thích thú chơi đùa. Trong khi ăn con mồi, con báo bị một kẻ khác nhìn thấy. Nhanh như cắt, con báo tha con mồi của mình trèo lên cây. Con Legarima hiếm khi có những khoảnh khắc riêng tư, vì những con linh cẩu luôn bám theo nó, chờ cơ hội có được một bữa ăn miễn phí. The swirling pre-storm breeze carrying the scent of fresh blood gave her away this time. The violent tropical rain, so typical of this season, will wash away the old scents and clear the air. Chẳng bao lâu nữa, những cơn mưa sẽ xuất hiện, khi ấy mùi máu của con mồi sẽ bị xóa sạch. Khu rừng được tắm mát. Sau cơn mưa, cuộc sống của một số loài động vật sẽ có sự thay đổi. Mưa cũng sẽ xóa sạch mọi dấu vết của con báo, mẹ của Legarima.
Nếu cơn mưa cứ dai dẳng, con Lengarema khó có thể đi săn mồi. Nếu không thể đi săn, nó sẽ bị đói vì hiện giờ không có bảo vệ bên cạnh để săn mồi cho nó và không có bất kỳ họ hàng thân thiết nào ở bên cạnh để giúp đỡ nó. Nhưng con Lengarema không đơn độc. Có một con báo khác ngay trong lãnh thổ của nó. Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt khiến con Lengarema thay đổi hoàn toàn. Nó tỏ ra giận dữ và sẵn sàng cho một cuộc chiến có thể xảy ra. Đây sẽ là trận chiến đầu tiên trong cuộc đời nó. Con Lengarema bị bất ngờ trước sự xâm lược của con báo lạ. Do nhỏ hơn con báo kia, nên nó phải tìm mọi cách để chống lại kẻ xâm chiếm lãnh thổ. Sự tấn công của con báo lạ mặt rất dũng mãnh, lạnh lùng và nhanh hơn nhiều so với những gì mà con Lengarema tưởng tượng. Kết quả là nó bị đánh bại. Unfortunately, it is a case of mistaken identity. This is no intruder, but the queen of all this land. She has just challenged her own mother and has taken a beating as a result. It all started. Cách đây một năm rưỡi, khi ấy con Lengarema vẫn chưa được 2 tuổi. Dù vậy, mỗi ngày trôi qua, nó đã cảm thấy tự tin hơn, sống hoàn toàn khỏe mạnh nhờ việc săn lũ sóc và những bữa ăn mà mẹ nó cung cấp. Lúc này, con Lengarema vẫn còn phụ thuộc vào báo mẹ. Gần 2 năm sau vụ tấn công của lũ khỉ đầu chó vào ổ của mình, nó đã biết rõ về sự nguy hiểm khi bị kẻ khác nhìn thấy. Những tiếng kêu của lũ khỉ đầu chó vẫn còn làm cho Lengarema sợ hãi. Trong khi đó, bầy khỉ thì cảm thấy hãnh diện khi khiến được một kẻ nhanh nhẹn và mưu mô như nó phải dè chừng. Tuy nhiên, với bản chất của một kẻ săn mồi hung dữ, con Lengarema từ từ tiến về phía bầy khỉ. Có điều gì đó thôi thúc nó đến gần lũ khỉ hơn, như muốn đối mặt với thách thức. Con khỉ đực đầu đàn luôn là mối đe dọa lớn nhất đối với nó. Nhưng giờ, con Lengarema đã đủ lớn để phán đoán mọi việc, từ khoảng cách giữa nó đến chỗ của con khỉ đực, cho đến những chi tiết xung quanh. They're intelligent enough to piece together an image of a leopard from small bits of information. The shape of an ear is enough for them to assemble an image in their minds and scream an alarm and bring the alpha male closer to his ambition to kill a leopard. Thank you.
Trong phút chốc, con khỉ đã bị hạ gục. Con Legadema cắn vào cổ kẻ thù trước khi lũ khỉ xung quanh kịp nghe thấy. Nó đã làm nên điều kỳ diệu khi giết chết con khỉ đực đầu đàn. Legadema đột ngột chiến thắng kẻ thù mà nó sợ hãi nhất. Made one of her many transformations. She was suddenly a slayer of her most feared enemy. Khi con khỉ đã chết hẳn, con báo liền tha chiến lợi phẩm lên cây. Có thứ gì đó chuyển động trên bộ lông của con khỉ đã chết. Đó là chú khỉ con mới sinh được một ngày tuổi. Con vật nhỏ bé ấy đã khiến Legadema chú ý. Nó tò mò muốn khám phá xem sao. Thay vì ngoạm vào cổ khỉ con, nó dừng lại và quan sát. Sau đó nằm xuống bên cạnh khỉ con. Như thường lệ, lũ linh cẩu thường nấp sau những bụi cây để kiếm một bữa ăn miễn phí. Nhìn thấy linh cẩu, con báo liền tha khỉ con lên cây. Sau đó, nó mới trở lại đe dọa linh cẩu. Hành động đó được coi là nhằm bảo vệ chú khỉ con nhỏ bé, chứ không vì con mồi mà nó vừa mới giết chết. Trong nhiều giờ liền, con Legadema không hề rời mắt khỏi khỉ con. Thật kỳ lạ, con vật nhỏ bé kia cũng bắt đầu bám theo nó. Khỉ con cứ tưởng Legadema là mẹ của mình. Bản năng làm mẹ và lòng thương hại bắt đầu lớn dần trong con Legadema. Sau nhiều giờ chơi đùa, cuối cùng cả con Legadema và khỉ con ôm nhau nằm ngủ. Legadema left the body to feed on the mother. But for a moment, the night had been filled with strangeness. Africa is so good at divulging little secrets, just when we think that we know it all so well. There are many myths and legends dancing around these ancient forests, where the owls call your name, and the distant hippos speak to the gods. Another layer of mystery was added. The night the leopard lay down with the baboon. Khi báo mẹ trở về từ cuộc đi săn, Legadema có chút ngạc nhiên đối với mẹ nó.
Báo mẹ có thể đánh hơi được mùi máu và biết rằng lũ khỉ đầu chó đã đi qua đây. Ngửi được mùi máu, báo mẹ liền phóng lên cây. Ngay lập tức, Legadema phản ứng rất quyết liệt. Hành động này khiến mẹ của nó bị sốc. Báo mẹ nhận thấy có điều không hay, nhưng rồi quyết định rút lui. Legadema đã đúng khi bảo vệ khỉ con và cả con mồi của mình. Nếu mọi việc kết thúc ở đây, có lẽ con Legadema sẽ được bình an vô sự. Nhưng lũ khỉ đầu chó đã quay lại, lùng sục cả khu rừng để tìm con khỉ mất tích và chú khỉ con bé nhỏ. Dù mới thành công trong việc giết chết một con khỉ đầu chó, Legadema biết rằng giờ nó phải nhún nhường trước bầy khỉ hung dữ. Cuộc tấn công ác liệt của lũ khỉ khi nó còn nhỏ vẫn in hằn trong trí nhớ. Legadema đã có đủ tự tin để chống lại mẹ mình, nhưng nó vẫn chưa đủ sức chống lại lũ khỉ. Con báo từ bỏ xác con khỉ mà nó giết được và cả chú khỉ con, nó nhẹ nhàng lẩn trốn đến một nơi khác. Mấy ngày sau đó, sau khi hai mẹ con Legadema săn được linh dương, chúng tha con mồi lên cây. Máu của con linh dương đã gây sự chú ý cho lũ linh cẩu. Chúng liền tìm đến chỗ con báo, mong có được bữa ăn miễn phí. Nhận thấy không được an toàn, con báo liền tha linh dương đến chỗ khác. Con mồi nặng gần gấp đôi trọng lượng cơ thể nó. Một số bộ phận trên mình con linh dương vướng vào nhánh cây, khiến Legadema không thể tha con mồi đi được. Bất ngờ, nó làm rơi con linh dương xuống đất. Đó quả là một sai lầm nghiêm trọng của con báo, nhưng lại là cơ hội tuyệt vời hiếm có đối với lũ linh cẩu đang đói. Bị tha mất xác con linh dương, Legadema rất tức tối. Nó không chấp nhận sự thất bại. Nó từ từ tiến lại gần con linh cẩu, mong giành lại con mồi. Nhưng nó không thể nào chống lại sự hung hăng của cả lũ linh cẩu. Đây là bài học đáng giá của Legadema khi không giữ chặt con mồi của mình. Lúc này, con Legadema đã hoàn toàn tách rời khỏi mẹ của nó, sống cuộc sống đơn độc của một con báo trưởng thành. Từ nhiều tháng qua, Legadema đã nhận ra có mùi khác thường của một con báo đực trong lãnh thổ của mình. Bây giờ, nó dễ dàng lần theo dấu vết ấy tìm đến chỗ của con báo đực, kẻ đã giết chết 4 con heo rừng khỏe mạnh. Loài báo có kiểu tạo dáng rất đẹp trên những đường cong của thân cây. Chúng có thể nghỉ ngơi thoải mái trên cao. Con báo đực này thể hiện sự tự tin của nó khi nằm trên thân cây.
Còn Legadema biết rằng sẽ có lúc anh chàng ấy tiến lại gần nó, và cuối cùng điều đó đã xảy ra. Sự tiếp cận của con báo đực không mạnh mẽ như Legadema mong đợi. Báo đực nằm thong dong trên đám cỏ, thể hiện sự tự tin của mình. It's a mistake, of course. His flaunting moves only attract the attention of the local baboon troop and their meat-eating leader. Việc làm này đã thu hút sự chú ý của lũ khỉ đầu chó, những kẻ chuyên quấy rầy loài báo. Đám khỉ đầu chó này đã có nhiều kinh nghiệm trong việc khiêu khích những con báo. Lần gặp con báo đực này, con khỉ đầu đàn không có những hành động mà nó vẫn thường làm. Nó kêu lên vài tiếng báo động cho cả đàn biết rằng có con báo đang ở gần đây. Legadema đã nghe thấy tiếng báo động của con khỉ đầu đàn và vẫn còn có chút e ngại với những âm thanh ấy. Legadema chưa từng nhìn thấy một con báo nào hết sức tự tin và coi thường cả lũ khỉ đầu chó như con báo đực ấy. Hắn ta không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi lũ khỉ hung hăng. Con báo đực lui vào ẩn nấp trong bụi cây. Xung quanh là những con khỉ cái và lũ khỉ con đang khiêu khích. Nhưng lũ khỉ đã gặp phải cái nhìn không nao núng cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn sẵn sàng cho cuộc chiến ác liệt sắp xảy ra. This confidence rattles them. Sự tự tin của con báo đực khiến những con khỉ bối rối và lo sợ. Thay vì lao vào tấn công một cách dữ dội, chúng chỉ quan sát và dè chừng do không biết kẻ lạ mặt này sẽ có những hành động gì. Khi lũ khỉ đầu chó lần lượt rút lui, Legadema mới chậm rãi tiếp cận con báo đực. Đây là lúc nó khám phá những điều thú vị về anh chàng to lớn có màu lông sẫm. Những tiếng gầm gừ nhỏ của con báo cái là một sự giao tiếp nhẹ nhàng, một hành động có ý thăm dò và cũng là một bài kiểm tra để biết được anh chàng là bạn hay kẻ thù. Sau một lúc dò xét, con báo cái biết rằng anh chàng không phải là kẻ thù. Đây chính là một đứa con khác của con báo cha của Legadema. Nhưng Legadema không biết rằng anh chàng này chính là anh em cùng cha khác mẹ của mình. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa chúng. Nếu Legadema chấp nhận cho anh chàng báo đực giao phối, cuộc đời nó sẽ có sự thay đổi lớn. Trong tương lai, nó sẽ cho ra đời những chú báo con. Có điều gì đó bất thường nên Legadema trèo lên cây. Đây là cách phòng vệ tốt nhất của nó. Ở Mombo, báo đực thường đi lang thang trong phạm vi khoảng 60 km, băng qua lãnh thổ của nhiều con báo cái để tìm đối tượng giao phối. Có lẽ anh chàng báo đực này sẽ phải đi đến một nơi xa hơn để tìm bạn tình, vì dường như con Legadema không đồng ý kết bạn. Không con báo nào thật sự trưởng thành cho đến khi nó tự giết chết được một con linh dương. Và đây là thử thách lớn đối với con Legadema.
Sau 3 năm rèn luyện, việc theo dõi một con linh dương đực chưa phải là thử thách lớn nhất đối với Legadema, mà làm thế nào bắt được con linh dương ấy mới là điều đáng nói. Đôi mắt lanh lợi của con báo luôn theo dõi mọi cử động của con mồi. Còn những chiếc răng nanh sắc nhọn thì chỉ chờ xé thịt con linh dương. Cả cơ thể con báo trở nên linh hoạt, uyển chuyển lạ thường. Bộ lông kỳ diệu giúp nó ngụy trang rất tốt. Những bước chân nhẹ nhàng khiến nó dễ dàng tiến đến gần con mồi. She is focused now, a product of her instincts, her experience, and her intelligence. She is ready, the genetic pinnacle of millions of years. Con Legadema đã làm được điều mà một con báo trưởng thành phải làm được. Từ một con báo con trở thành một con báo mới lớn và rời khỏi mẹ để sống đơn độc, Legadema đã có những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời mình. Giờ, nó có thể tồn tại, phát triển mạnh mẽ ở bất cứ nơi đâu trong khu rừng này. This changes everything. Sees her one grown cub in the distance while nursing her new legacy. There is no animosity in her eyes, just silent acceptance of that cycle having been completed. Lachadima is no longer the inheritor. There are others more important to her mother now. Perhaps it's time for Lachadima to move away. Finally, time to create her own legacy. Admire them, we fear them. They are our wild side, the hunter's spirit of our dreams. We share an ancient past with these great cats that we are now so determined to extinguish. And yet, like the reflection in those amber eyes, our fates are linked. If those eyes close on us forever, the world will be a sadder and less wondrous place until we too suffer their fate.